cho mọi người chạy nguyên cái vòng sơn ở ngay cái khu vườn này 100 vòng. Giờ chạy không? 100 vòng. Giờ sao? Bây giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Bây giờ sao? Chạy nhanh lên. What's up và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình Khai đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với Mini World. Và trước khi bắt đầu với video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, share và một nút subscribe. Và ngoài ra thì các bạn đừng quên lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. À quên nữa, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho những thành viên của Hero Team kế bên phải và bên trái màn hình, đó chính là Facebook cá nhân và Instagram của mình. Và các bạn cũng đừng quên ấn theo dõi vào hai trang cá nhân đó của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với gọi là thế giới Mini World trong làng Hero Team rồi các bạn ơi. Nếu mà các bạn đã coi tập trước á thì các bạn cũng đã biết á là mình đã bị anh Dịch lấy tiền các bạn ơi. Alo, anh Dịch vu khống mình lấy tiền. Quên, anh Dịch gọi là vu khống mình lấy tiền. Và mình không biết tại sao hôm bữa giờ mình mỗi lần mà mình cứ vô gọi là làng Hero Team á là không có ai chịu chơi với mình hết đó các bạn à. Mình không biết là anh Dịch liệu có nói xấu mình hay không nữa. Nếu mà bạn nào nghĩ anh Dịch nói xấu mình thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới số 1 nha. Mình sẽ thả tim cho các bạn luôn á. Chắc chắn là ông nói xấu luôn nè. Tự nhiên hôm bữa giờ vô thế giới của Hero Team mà không có ai chơi với tôi đó. À, hiện tại là trong thế giới của Hero Team bây giờ là có ai đây? À, Kamusama nè, Sami Đào nè, Mèo Simi và Mr. Dịch. Ồ, trong đây trời bây giờ là đang buổi tối mà có nhiều người quá vậy. Ê, mọi người đang đứng ngay đó luôn kìa. Bây giờ mình sẽ ra đó để chào hỏi mọi người coi. Tèo, 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 tèo. Ủa, đang nói chuyện gì vậy ta? Đấy, đấy, em thấy không? Thì em phải công nhận được cái hơn thế đúng không? Chứ không thì làm sao? Đấy, thật sự luôn á. Trời ơi, thật không? Trời ơi, thật không? Thật không? Trời ơi, em chắc chắn luôn. Em sẽ là người nhấn em phải tin nhận chị hiểu không? Chắc chắn luôn á. Chắc chắn người sim và cây em nghe cái mũi nói là chắc chắn đúng rồi, em tin hai người đấy. Ủa, vụ gì vậy? Đúng rồi, cái nó đấy rất là xấu luôn. Trời ơi, trời ơi, không biết đâu. Đấy, tới chung là kiểu phải ở chung nhà thì mới nghe được, mới biết được kiểu cây như nào á. Chứ còn nhớ như chị em mình ở ngoài thì làm sao biết được. Đang nói xấu tôi hả? Nói chung là mọi người đừng có nói cho mọi người biết là Caron có bệnh hôi chân kinh nghiệm nhớ nha. Trời ơi. Ok, thật sự luôn thầy. Thì ra, hôm bữa giờ Mr. Vịt nói xấu mình. Bây giờ Mr. Vịt đi kể với mọi người. Chắc chắn là mọi người bây giờ tẩy chay mình rồi. À, hello mọi người. Ủa mọi người ơi. Cái gì vậy? Máy ma? Cái gì vậy máy ma? Cái gì vậy máy ma? Dạ, vụ gì vậy mọi người? Trời, sao vậy mọi người? Sao vậy? Đi biển lúc trước rồi. Đi biển lúc trước hả? Ủa có liên quan gì tới cái chân không xem? Chân gì? Cái gì đâu? Đây. Trời ơi, sao đi hết trơn luôn rồi? À, mình biết rồi. Chắc chắn là những cái người này đang gọi là ngồi đây nói xấu mình gì rồi các bạn ơi. Mình thề luôn. Hồi nãy cái gì mà mình nghe cái gì mà Kairon bị hôi chân gì mà chỉ có em biết. Chắc chắn là mọi người đã gọi là nói xấu mình rồi. Trời ơi là trời ơi là trời. Tự nhiên bây giờ tôi bị nói xấu vậy. Thiệt tình luôn á. Chị Camu là chị người lớn mà bây giờ chị cũng nói xấu mình nữa. Bây giờ làm sao bây giờ? Trời ơi là trời. Ông, khoan đã. Không sao. Mình là người con trai mà. Mình làm sao có thể yếu đuối như vậy được các bạn hiểu không? Bây giờ người ta nói xấu mình như vậy, không lẽ bây giờ mình cứ ngồi ở trong phòng mà mình khóc như vậy được sao? Trời ơi, nhân danh con trai tụi tôi bây giờ chúng ta phải đứng lên đấu lại những người phụ nữ. Đây là những số tiền mà hôm bữa mình đã đi lãnh lương về. Bây giờ mấy người hãy chuẩn bị đi. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình đã gọi là hóa thân thành một gọi là người xã hội đen cực kỳ là gọi là bảnh bao luôn nè các bạn thấy không? Trời ơi, nhìn cái mặt nó ác dễ sợ không? Đó, mang giày boot rồi mang áo vest đen cái kiểu luôn. Chắc chắn là người ta nhìn vô cái bộ này người ta sẽ phải gọi là gùng mình luôn các bạn nè. Chứ không thể nào mà gọi là nói chuyện tự nhiên được cả. À quên nữa, bây giờ là bây giờ mình làm xã hội đen, mình phải có cái gì đó hù dọa người ta chứ. À súng các bạn ơi, đúng rồi. Thường á là xã hội đen người ta phải cầm súng người ta mới sợ, hiểu không? Bây giờ để mình đi coi trong thử làng Hero Team của chúng ta coi có ai bán súng không ta. Tèo 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 tèo
bán súng đây, bán súng đây, có ai mua súng không? Trời, súng này, súng xịn, súng rẻ, súng đắt, nhẹ hạng nhẹ, hạng nặng đây. Trời, trong trong làng Hero Team cũng có bà này, bà đang bán, bán súng luôn ạ. À. Chị ơi, trời. Ai chà, nhìn đẹp trai phết nhờ. Chào anh. Chào cô đó. Tôi đang muốn mua một khẩu súng, cho hỏi là ở đây có súng súng sao vậy cô? Tôi có súng đầy đủ các loại súng này, từ súng đồ chơi này, đây anh thấy không? Súng đồ chơi đây, đây xong rồi đến súng lục này. Đấy, súng lục này là súng thật nhá. Từ đây là súng thật nhá. Đấy, đây là súng đạn bi kiểu khá là mạnh ấy. Xong rồi đây là súng kiểu gọi là sao nhỉ? Súng bắn từ kiểu bắn trên cái này súng băng điện, cái đó là súng băng điện, đúng rồi. Đấy, đây súng bắn điện, còn đây là súng kiểu anh nhìn cũng biết được không? Để tôi bắn thử cho anh này. Thôi, thấy chưa? Còn đây là súng gọi là súng 6 lòng này, nhìn này. Cái này là súng hạng nặng nha. Cái này là súng xịn nhất này. Đấy, anh chỉ cần một phát thôi là người ta chết ngay. Tức đây bây giờ là anh muốn súng như nào nào? Chết rồi, bây giờ mình định cho rồi, bây giờ để tôi hỏi giá coi. Bây giờ tôi muốn gọi là mua cái súng hạng nặng ở đây là 6 lòng là nhiêu vậy? 6 lòng hả? Đúng rồi. 6 lòng thì rẻ hơn 100 triệu. 100 triệu. À thôi, mình mua súng nhẹ nhẹ xíu chắc cũng không sao. Cho tôi hỏi là cái súng UMP này là nhiêu vậy? Súng này hả? Súng này thì rẻ hơn 90 triệu. Đúng rồi, còn cái súng lục các bạn ơi, còn cái súng lục mà. Cái súng lục này súng, cho tôi hỏi nhiêu ạ? Súng lục thì 50 triệu. Rẻ. 50 triệu mà bây giờ mình đang có 5 triệu ạ. Chết rồi, giờ mua súng được giờ. Giờ 5 triệu mua được cái nào không? 5 triệu hả? 5 triệu. Trời, 5 triệu thì chỉ mua được cái súng đồ chơi, súng sơn này thôi. Này. À, cái súng sơn này. Nhưng mà nếu mà anh thích dùng để kiểu chơi với bạn bè ấy, thì súng này là ok, súng xịn, súng thích lắm à. Ok, bán luôn cái súng sơn này đi. Miễn sao có súng là để đi hù dọa người ta là được rồi. Bán. Rồi, ok, 5 thì tôi triệu để đây nha. Đấy. Úi giời tiền. Ok. 5 triệu của cô ấy. Rồi bây giờ. Rồi ok, đây, đấy, súng đấy. Súng sơn các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mình đã có cái súng rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ gọi là lên kế hoạch thôi. Nhàn. Rồi, cảm ơn cô nha, đi đây. Ok, bây giờ á, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ á, là súng nè, quần áo nè, mắt cấp nè. Rồi sau đó bánh tổ mình cũng đã đều chuẩn bị xong hết rồi. Mình sẽ cho mọi người ăn bánh tổ. Rồi sau đó mọi người sẽ biến thành con nít. Rồi sau đó mọi người sẽ không còn chống chọi được mình nữa. Bây giờ để ra kiếm thử mọi người coi còn mọi người gọi nó ta. Ui dồi ôi, lại tiếp tục gọi là bu vậy để nói xấu mình nữa hả? Cái gì vậy ta, kỳ đó nha. Đây là trời ơi, em nó bảo trời, nói chung là vẫn phải giữ bí mật. Trời ơi, sao chị đừng có nói to quá nha. Cái trời ơi, tại số thằng lần trước là em nói to mà. Em nói to nhất luôn á. Xin lỗi. Trời ơi, trong tình huống em nó nói vậy quá. Biết ngay mà, biết ngay là mấy người này vẫn còn nói xấu mình. Nhau là phải thông cảm và giữ cho nhau, nghe chưa. Ok. Rồi, bây giờ mấy người chuẩn bị nha. Ai mấy cô làm vậy? Ai mấy cô làm cái gì? Mấy cô đụng tôi rõ ràng rồi, mấy cô chửi ai hả? Trời tính ra tụi tôi đang đứng đây nè, sao tự ông chạy tới ông đụng tôi bác sao? Ủa là sao? Ê trời ơi, nói cho mà nghe nè, sống ở trên đời đừng bao giờ á mà gọi là đưa đẩy gọi là trách nhiệm của người khác. Bây giờ á là mấy người đụng tôi, bây giờ áo quần của tôi dơ hết rồi nè. Mấy cái áo này tôi mua gọi là toàn 100 triệu á. Bây giờ mọi người tính làm sao? Hả? À, thì quần áo tôi dơ thì là ông đền nhá. Tôi 200 triệu lần á. Và mấy cái quần áo này làm sao mà đắt bằng của tôi? Bây giờ làm sao? Đền không? Một là đền. Cái gì đấy? Một là đền. Hai là bị bán. Tập băng à. Vậy là mấy người chưa biết tôi là ai rồi. Tôi xin giới thiệu cho mọi người biết, tôi đây chính là chùm xã hội đen trong làng Hero Team này. Và tôi cũng là chính là thằng anh trai của thằng Kairon. Tôi nghe nó kể là mọi người anh trai của Kairon tại sao đi. Tôi nghe nó kể á là mấy người nói xấu thằng Kairon, rồi sau đó nó về nhà nó khóc lóc trước mướt với tôi nè. Hả? Rồi giờ sao? Tôi có nói xấu gì đâu, tôi chỉ nói là khóc ai về nhà khóc mình tự nói mình nhưng mà đó là em thôi. Bây giờ sao bây giờ là tôi nói chung là tôi nghe nói mọi người ăn hiếp ở game đây là đây giới thiệu cho biết đây là cái súng laser đời mới nhất 2229 á. Bây giờ giỡn một cái đi, con giỡn cái đi hả?
Bây giờ mình sẽ bắt mọi người ăn bánh tỏ để cho mọi người biến thành nhỏ để mình dễ bắt nạt hơn. Bây giờ nè, ăn cái bánh này vô. Ăn cái bánh này vô. Bánh gì à? Bánh này mà bánh gì? Chia ra ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Mọi người ăn đi. Ăn vô nhanh lên. Ăn nhà bây giờ mấy người biến nhỏ rồi, mấy người không có chống cự được tôi đâu. Bây giờ mình sẽ gọi là tha hồ bắt nạt mấy người này các bạn ơi. À quên. Ôi, đưa rồi, tao có số rồi. Ôi, bươn. Đưa rồi. Nè, phân thân chi lật hả? Phân thân chi lật rồi. Đứng đây rồi. Đứng đây. Đứng đây. Tao bắt rồi. Đứng đây đây. Xếp hàng vô đây. Xếp hàng vô đây. Bây giờ từng đứa trước nè. Con nhỏ mà tóc áo xanh dương này ơi, có tiền không? Tiền không? Có bình sữa nè, lấy không? Có bình sữa hả? Còn cái gì nữa không? Ít rồi, còn bình sữa à. Có bình sữa thôi mà bây giờ cũng bày đặt đó. Đi ra được, đi ra. Đi ra được bạn. Con nhỏ gọi là tóc xám nè, lên đây. Con nhỏ tóc xám lên đây. Tiền đâu? Cái kẹo nè, tóc xám nè. Sao mấy người này sao toàn là kẹo đồ các thứ không vậy trời? Bỏ vô đây luôn đi, bỏ vô đây. Nhanh lên, bỏ kẹo vô. Rồi. Đại bàng, trời vô duyên vậy sao? Tao rồi con nhỏ còn lại đâu? Cái bà còn lại đâu? Bà còn lại đâu? Bà đâu? Không có, không có. Cái bà còn lại đâu? Hai người này biết cái bà còn lại đâu không? Bây giờ mà không biết là bắn á. Chị không? Đâu? Bà đâu? Ở đây hả? Đi ra đây coi. Đi ra đây. Bà đi ra đây coi. Có tiền không? Tiền có. Đưa đây, có tiền thì nộp phạt đi, đưa đây. Đây. Chân nhện. Á, bà đưa cho tôi cái chân nhện nào rồi. Bà đòi bà đưa cho tôi cái chân nhện nè. Đây rồi, bà lấy tiền được mà. Trời ơi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, dù sao bây giờ mình cũng đã bắt đạt được những thành viên của Hero Team rồi. À quên, bây giờ đi gọi là chặt lúa các thứ đây, đi chặt lúa cái nữa thôi. Lẹ lên coi. Ủa gì vậy? Ủa làm mình hả? Làm mình là cái đấy là công việc hàng ngày của chị mà. Công việc hàng ngày rồi. Quay. Bây giờ á là mấy người á bây giờ đứng xếp hàng ra đây nè. Trời, xếp hàng gì trời? Đứng xếp hàng ra đây. Bây giờ tôi sẽ gọi là cho mọi người chạy nguyên cái vòng sân ở ngay cái khu vườn này. 100 vòng. Giờ chạy không? 100 vòng. Bao nhiêu? Không chạy được. Giờ sao? Giờ sao? Bây giờ sao? Chạy nhanh lên. Chạy. Trời ơi, cho mấy người này vui quá mọi người. Bây giờ mình sẽ gọi là biến đổi lại thành skin Kion của mình nha mọi người. Rồi. Ok. Trời ơi, coi mấy người đó chạy kìa. Ok, giờ mình sẽ gọi là xuống đó để gọi là hỏi thăm mọi người nha. Nè. Ủa mọi người ơi. Ủa sao mọi người biết anh con nít đó rồi? Tất cả mình. Ủa, tôi làm gì có anh à? Nào chỉ có tôi thôi á, hồi nãy giờ là tôi á. Cái gì? Hồi nãy giờ là tôi cosplay anh tôi để tôi cho anh mọi người á. Cái gì? Ồ, thì đây là cái chân gì mà. Này này, cái gì vậy? Sorry mọi người. Sorry mọi người.